Mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn, anh đập cửa cái anh nói à, anh làm con chó cho em coi. Anh làm con chó cho em coi. Đi chơi mà gì mà lúc đó em đâu biết ảnh có tiền hay không tiền đâu, đâu biết giàu hay nghèo gì đâu. Lúc đó anh đi chơi hai đứa đi mua chai nước, hai chai nước. Tưởng đâu anh ra lăng mở ra cho mình uống ha. Không, mở ra anh uống một hơi một hết chai của ảnh á. Cái chai của mình anh cầm trên tay nè. Mình đợi coi chừng nào anh mở cho mình. Anh uống hết chai của anh xong, anh mở chai của mình ra anh uống luôn. Ông chết khác hay gì ông Tú? Hả? Lúc đó em thấy kỳ với trời, muốn quen mình mà không có một cái ga lăng vậy chứ. Mình thì mình cũng khát nước thiệt đó, mình cũng ngại đi, mình đợi hoài. Còn nửa chai cái tự nhiên đưa cho mình uống. Cái mình thấy kỳ cục ghê luôn á. Thôi chắc ve quá băng xui ve. Tự nhiên nhưng mà không biết sao trời xui đất khiến sao á. Cái về gọi điện mà lúc đó xài Việt Nam Mobile gọi, trời ơi, chung là sến súa lắm nha. Hát hò mà đâu phải hát hay đâu. Thôi hát dở kinh khủng luôn. Mà cũng gán mình lịch sự, mình ngồi mình nghe. Mà hát tới 12 giờ đêm luôn. Tới 8 tháng 3 chả muốn tặng quà mà lúc đó biết rồi, chả không có tiền. Đi mua bó bông vậy nè, hoa hồng vậy nè, 20.000 mà 10 bông á. Cái xong cái nói, anh không thích hoa đẹp mà bị bó buộc trong một sợi dây nào hết. Anh chỉ muốn hoa đẹp và tự do thôi. Thật ra là anh không có tiền để bó, tội nghiệp lắm, hai đứa nghèo mà thương nhau mà em cũng biết nên em cũng đâu có đòi hỏi. Văn thể mỹ dữ lắm đây nè. Không có tiền bó bông, ông làm bộ ông kiếm một cái cớ. Anh không thích bông mà bị bó buộc. Ông nói vậy mà thật ra là em biết hết. Sau đó thì như thế nào? Thì cái chuyện sau 30 ngày đó thì bắt đầu quen. Trời ơi, anh biết hả, cái chuyện nắm tay như em nói thiệt vậy, cái chuyện mà từ đây lên cung trăng lên trời nó còn dễ hơn cái chuyện nắm tay vợ em đó. Dạ. Không cho hả? Không có cho anh. Trời ơi, nắm tay cái bác xoay qua bác chị, trời trời này sao đẹp quá. Đó. Cái nắm ra đang được chuẩn bị xoay qua nắm cái, ô trời, con kiến này bò dưới anh, trà dưới anh đó. Anh sợ luôn. Dạ. Nói chi mà cái chuyện hôn chắc là khó lắm đúng không? Ngay công viên ở quận 7 á, thì có cái công viên nói chung là cũng đèn hơi mờ mờ, tối nhẹ nhẹ thôi. Xoay qua mình định hôn chỉ một cái là chỉ lấy cái khẩu trang chỉ bịch vô một cái bịch. Dạ đó. Là chỉ biết mình chuẩn bị hôn rồi. Là bị đề phòng rồi. Nay bà đề phòng từ trời chiều. Mà vợ mình đang nó biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng, cũng xây qua nói em nó nghe nè em, cái kề kề mặt vô vợ cái gì anh, vậy anh mà em vừa kề vô vợ kề ra, vừa kề vô vợ kề ra đó. Anh biết mà kề một hồi xích mở băng ghế nó hết rồi nha, bực quá rồi, người khó chịu rồi. Trời ơi, người ta có bồ, người ta 6 tháng được hung rồi, tôi có bồ gần cả năm rồi chưa được hung nữa. Người ta tức quá, anh nhào vô nằm lăn lộn đè rất đè, hung bằng được thì thôi luôn. Người xung quanh thì người ta tưởng vô là trời ơi, hai cặp này nó yêu nồng nhiệt dữ, trời nằm lăn lộn dữ đó. Bây giờ tới đâu tính, bây giờ tới đâu thì tới, như vậy chịu hết nổi rồi đúng không? Không được luôn, nằm lăn lộn, lăn nát cái công viên luôn. Lăn nát cái công viên mà không có trúng ha. Không có trúng được cái gì luôn anh. Nó chắc banh cho bài cỏ luôn mà cũng không làm ăn gì được. Dạ, không được. Cố mở cái khẩu trang, em cố em giãy dụa lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại trên cái bãi cỏ. Mà lúc đó mình cũng vô tư đi, quên mình chỉ biết mình chống cự thôi, mình cũng không có để ý là mọi người có vợ mình hay không. Mà nói nghe nè. Dạ. Trong suốt thời gian mà yêu nhau á, chồng em có dụ em vô khách sạn. Ông cái giọng cái máu của nó dạ. Nó bực lắm luôn rồi đó. Anh này mà đâu có vừa đâu, người Sài Gòn nữa mà. Rồi em sợ lắm mà, tại vì gái quê cũng nghe sợ bị tai tiếng này kia nọ cũng giữ khẽ lắm. Bữa đó đi sinh nhật của đứa bạn thân, cái ảnh mô lắm, giờ bọn ngủ đi chơi khuya lắm. Cái mình nói anh ơi trễ rồi anh không về rồi ba mẹ gậy không. Cái là anh bỏ quên chìa khóa rồi, giờ anh trễ quá anh về anh gọi điện sợ ba mẹ la. Anh qua phòng em ngủ nha. Nó không, không được, phòng em nó có hai ba đứa bạn nữa, không có được đâu. Cái này vậy thôi mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn, anh đập cửa cái anh nói à, anh làm con chó cho em coi. Anh làm con chó cho em coi. Trời ơi trời. Vô vô khách sạn là làm con chó này kìa. Em sợ em cái bộ kiếm chuyện đi vô toilet. Em đi qua đi vô đi ra vô hoài vậy đó. Cái ngồi cái tự nhiên nghe cái tiếng con nhỏ bạn thân. Tự nhiên sao nó dắt bồ nó cũng vô trong đó, phòng kế bên. Liều mình luôn qua đập cửa nó. Ê mai kêu đại vậy đó. Cái tự nhiên cái nó mở cửa ra, thế là em qua bển em ngồi chơi quần. Chơi hai đứa nói chuyện tới sáng luôn. Cái là hai ông ngồi chờ. Cái là chắc là
Chắc là em nghĩ cái ông anh kia ông cũng hận em lắm. Nhưng mà tại vì giờ em sợ anh quýnh quá rồi, em không biết làm gì nữa hết trơn á. Vô tới đó là chắc là mần thịt rồi chứ không còn gì nữa. Lúc đó cảm giác em sao Tuấn? Trời, anh biết mà, đàn ông trai mà anh vô giống như mình mẹ mẹ mở răng miệng mèo rồi. Đó, rồi không ăn, không mừng, không vốn gì được. Tức bực lắm chứ bộ. Mà si đi nghĩ lại thôi, này cái quê từ từ mình ăn anh. Mình ăn sớm không được. Rồi sau đó bao lâu mới được ăn? Quen nhau 2 năm rồi em đi nghĩa vụ quân sự này, 2 năm nữa là 4 năm mà tới dần về, cưới về nữa. Rồi khoảng 6-7 tháng nữa, coi như là tổng cộng là 4 năm 7 tháng là em ăn chay thôi. Tới chừng mà mình được ăn mặn cái á, trời thiệt, trong người cảm thấy nó thoải mái, nhẹ nhàng, bồng bềnh lắm. Bồng bềnh. Dạ. Nó vui vẻ, nó hòa thuận gia đình, nó mình tình cảm hạnh phúc nó nảy nở liền. Nó thiệt nè, có phải là em giữ là bởi vì em có cảm giác không an toàn với người đàn ông này hay sao? Quen thì lúc đầu em cũng sợ, là nghĩ là quen chắc là không biết ảnh có quen mình lâu dài không, với lại dưới quê nữa, kỹ nữa nên không có dám. Mạnh đi lính, nói chung là tự nhiên đâu nghĩ là quen lâu vậy. Lúc đó em mới có học năm 3, năm 4 gì á, buồn lắm, buồn khóc mà đi học không nổi luôn á. Đi mà đi ngang con đường nào ảnh chở mình đi, cái mình nhớ mình buồn, mình rơi nước mắt vậy đó. Đi mới được có một tuần cái bắt đầu hả thăm dò địa chỉ, cái bắt đầu lên thăm, tuần nào cũng lên cho tới khi ra lính luôn. 3 giờ đêm là phải thức chạy xe máy lên tới trên tận Phú Giáo Bình Dương lặng đi thăm ảnh mà. Trời ơi, Tuấn, những lúc đó chắc càng thương bạn gái mình nữa đúng không Tuấn? Dạ, đó cũng là lý do mà em quyết định cưới sau khi em đi nghĩa vụ về. Đó là tuần nào cũng lên thăm anh. Dù mưa gió rồi nắng mưa này nọ, bất kể thời gian nào, cứ đúng thứ bảy chủ nhật là vợ em lên thăm. Thì sau khi mà tụi em lấy nhau xong đúng không, rồi em đó là 6 tháng sau thì mới có cái chuyện mà ăn mặn là dạ. Sao vậy, lý do gì kỳ vậy? Vợ em sợ đau. Em hỏi đau gì? Nói em anh cũng biết đi, sợ đau kỳ lắm. Ừ, ba cái chuyện đó người lớn là nít ai đâu làm vậy đó anh, mà cứ thuyết phục như cái 6 tháng trời vậy đó. Sáu tháng trời Trời. Em phải tự lực cánh sinh thôi còn sao vậy cơ? Dạ, sợ tại gì? em sợ không biết sao nữa, tự nhiên hồi hộp cái sợ lắm, mỗi lần tin nhắc tới cái tự nhiên sợ cái thở không nổi, ngủ không thở dài hoài, mình thấy cũng tội nghiệp mà suy nghĩ dữ lắm luôn mà sợ lắm. Nói thôi anh ơi, anh thương em, anh thông cảm đi, từ từ để em chuẩn bị tâm lý cái đó. Nói chung là em sợ quá. Rồi xong đó thì cái lần đầu tiên đó xong rồi thì có thấy giống như tưởng tượng như là mình suy nghĩ không? Nó cũng không quá như vậy, tại vì mình do mình thôi, mà do mình áp lực quá. Dạ, có tìm hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì mà sau 6 tháng vợ em cho em ăn mặn? Chị cũng lên mạng Facebook này, internet này nọ, chị nghiên cứu, chị nói đàn ông không được chuyện đó, nó hay bực mình khó chịu, giống như phụ nữ mà tới đèn đỏ. Đâu có biết là chị nghiên cứu gì đâu, nhưng mà cái tính em nó nóng lên, em bực lên em đập đồ đạc tùm lum hết á. Mà em đập không, em đập mấy cái chai mũ ly nhựa thôi để cho chị đỡ tốn tiền mua đồ anh. Chiều đi làm về thay gì như người ta thì người ta làm 5 giờ chiều người ta về. Rồi em không có, em chơi em lang thang ở ngoài đường 7, 8 giờ tối, 9, 10 giờ về để cho chị ghen. Mà bà không cho tôi ra ngoài, tôi kiếm mỡ tôi ăn vậy đó. Làm gì tụi. Cố tình vậy đó. Mà cũng không cho luôn anh. Chừng 6 tháng sau mà cái thiếu điều mà mình bạo lực hết nổi rồi, chống cự mình kháng cáng hết nổi, mình phải nhẹ nhàng. Nói em ơi, thôi cho anh cái đi làm ơn, vợ chồng cưới về 6 tháng rồi. Mà tội dữ. Năn nỉ luôn, cái chị không biết sao cúng động cái tối. Làm đi vậy đó, nói cứ như là giống như làm việc gì á, làm đi vậy đó. Sau đó là tao nói đã gì đâu lắm luôn không Tuấn? Trời ơi, anh nghĩ đi, 4 năm 6 tháng lên tới não luôn anh. Rồi xong sao rồi, bữa đó là mấy cuốc? Dạ. Trời ơi, bữa đó là được có một cuốc là chỉ la làng rồi. Về sau là cho em cho tăng nhịp độ luôn, luyện tập luôn, 2 cuốc 3 cuốc. Xong cái có đợt là hai vợ chồng hăng máu lắm, là quyết định không có xài áo mưa. Là hăng lên xong cho đã, giờ ra thằng cu rồi. Quá ngon rồi đúng không nào?